Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Trong bản tin hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý như sau: cập nhật thông tin về giá cà phê trên thị trường thế giới ở hai sàn phái sinh trong tuần. Tiếp theo là những thông tin về giá cà phê trong nước. Cuối cùng, thông tin về giá cà phê tươi ở các địa phương. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, tổng hợp giá cà phê trên thị trường thế giới trong tuần với giá cà phê Robusta ở kỳ hạn tới tháng 1 năm 2024, giá cà phê trong tuần giảm đi 11 USD trên tấn với mức giảm là 0,46%, xuống mức giao dịch là 2.372 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn tới tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm đi 32 USD trên tấn với mức giảm là 1,36%. Xuống mức giao dịch là 2.323 USD trên tấn, các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Trong tuần này tại sàn London, giá cà phê Robusta có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica bật tăng mạnh. Ở kỳ hạn tới tháng 12 năm 2023, tính chung cả tuần, giá cà phê tăng 9,95 cent trên bao với mức tăng tới 6,18%, lên mức giao dịch cuối tuần là 170,9 cent trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn tới tháng 3 năm 2024, giá cà phê trong tuần tăng 8,65 sen với mức tăng là 5,39%, lên mức giao dịch cuối tuần là 169,15 sen trên bao. Các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, trong tuần này ghi nhận ở hai sàn, giá cà phê cũng phục hồi và tăng trở lại. Sàn Robusta thì giảm nhẹ hơn so với tuần trước. Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra ít việc làm hơn so với tháng trước, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể giữ lại lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 12 tới đây. Dữ liệu báo cáo cho thấy tồn kho trên cả hai sàn tiếp tục sụt giảm, đã hỗ trợ xu hướng giá tăng. Hiện nay Việt Nam đã bắt đầu vào vụ thu hoạch mùa Robusta mới năm nay, khoảng gần một tháng với những vùng cà phê chín sớm. Thông tin thời tiết lúc mưa nhiều thời điểm đầu vụ đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Thưa các bạn, nông dân tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023-2024. Giá cà phê trên địa bàn tỉnh đang dao động gần 60.000 đồng 1 kg cà phê nhân, cao hơn 1,5 lần so với cùng thời điểm năm 2022. Nông dân hiện đang rất phấn khởi và kỳ vọng vào vụ thu hoạch cà phê được mùa, được giá. Về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ghi nhận ở các địa phương giá cà phê thu mua trong khoảng 57.200 đồng tới 58.700 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức giá 57.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 57.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga thu mua quanh mức giá 58.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 58.400 đồng và 58.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai thu mua với mức giá 58.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông, mức giá là 58.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa thu mua với mức giá 58.500 đồng 1 kg. Và khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 58.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận quanh mức 58.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai thu mua quanh mức giá 58.500 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 58.700 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận quanh mức 58.800 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá 58.600 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê tươi trong nước, sáng nay ghi nhận ở các địa phương tăng nhẹ thêm 200-300 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 11.500 đồng tới 12.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phunu TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.